thu hai chân rồi gối bành này kìa, đứng đứng đó lên, hai mẻ bàn chân, ba đạp, bốn khép lại. Ờ đúng rồi, con xích qua đây chút, áo xanh chút, áo đỏ, áo xanh này nè, áo xanh này nè, giữa này xích qua đây chút, rồi con vẫn xích nữa, rồi rồi thôi, một co, hai mẻ, ba đạp, dùng bờ lòng là chính đạp luôn, bốn khép lại. Ôi tập trung mạnh hả, đắp xuống nước còn mạnh hơn đó. Rồi một co vô, hai mẻ bằng chân, ba đạp rộng, bốn, ba đạp rộng, bốn khép lại. Rồi một co, hai, rồi một co, hai, xoay mẻ bằng chân đúng không, ba đạp dây, đạp rộng hay đạp ngang hả, rồi bốn. Rồi nhớ thầy không? Rồi bạn tập về nhà nhận luôn xúc nước của anh. Về nhà. Mỗi ha. Ha. Đừng cầm nữa đi nữa. Đúng rồi. Ba muốn cầm cái gì không? Con về làm sai không? Về nhớ đi nhớ. Bốn cái. Sáng nay mới sao? Không cho. Đi lên, sư phụ. Dạ sư, dạ sư. Thôi, chuẩn bị lấy ra vô. Nín thở thôi thằng. Thôi, chuẩn bị thở phụ chứ. Biết quen rồi sao nào thở khác rồi giờ nín thở đi, ngốc lên thở. Thở một hồi. Mua cái áo phao á. Rồi từ 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 từ. Trên đây còn khô nè. Nước đây luôn, rồi cho nước lên đây luôn rồi chứ hả? Rồi. Rồi nè. Rồi. Kiến đâu? Cúi cái đầu sâu xuống. Rồi dựng tay vô. Cúi đầu xuống xuống. Rồi không nè. Rồi một hai. Xuống. Xuống nữa. Xuống. Còn trên đây không eo nè. Xuống. Xuống đây xong xuống đi. Xuống. Đó, biết nữa. Biết nữa. Tập xuống đi sư phụ. Tập xuống cho bạn kìa. Tập đi, con tập đó. Vậy đó. Dạ, tập đúng hả? Coi các bạn kìa, xin hồng đó, đó, đó. Đó vậy đó. Cái nãy đạp chân rồi cái chân đây ra đạp chân cái đi rồi tay giữ thẳng chân. Đúng rồi, tiếp tục chân. Tay, đúng rồi. Chân. Tay. Rồi đẩy 3 giây. 3 giây. Đúng rồi. 3 giây. Từ từ 3 giây. Thở ra con, đứng thở rồi đó. Em thở rồi,
Rửa cổ em ơi. Đạp qua mới nổi. Đây hơi. Ai chưa hết tao. Đạp qua, đạp qua. Đây hơi, đạp qua. Đạp chứ. Đạp chứ. Trên nách mình là mình dừng lại, hết lăn được rồi nha. Rồi tay còn lại yên yên tự tự vậy. Rồi đi qua. Rồi bạn nào buộc không được rồi lên đây. Mấy đứa nhỏ giờ kỹ năng buộc dây nó còn không biết buộc. Người lớn cưng chiều quá chứ không có, nó không có xử lý được. Ủa, cái gì vậy?